Cổng sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bạch trên chư tôn hòa thượng, chư vị toàn đại đức, tăng già nhị bộ, chúng con cùng thân ni đồng đi qua, thì thân ni nguyện hạnh vô, thì thân ni thực dự thiện, có duyên sự độ thành chánh đệ, xin cáo Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng già, ngày thứ hai 13 tháng 12 năm 2021 vừa qua, chùa Phổ Hiền tọa lạc tại thành phố Sát Bua, miền đông nước Pháp, chúng con vừa mất đi một bậc thầy muôn ngàn khả kính, một vị ân sư làm nơi nương tựa tinh thần cho chúng con về nước. Sao cái này nó lâu lâu hiện lên nè, rồi nó lâu nó ngừng lại, nó lâu nó ngừng lại. Từng bước một trên con đường tìm về chốn lạc thần. Ngọn đèn đã tắt vì dầu đã cạn, dầu cạn đèn tắt để truyền năng lượng thắp lên trong lòng chúng con, muôn ngàn ngọn đèn tâm rạng ngời ánh đạo, tượng gương ký cứ, tượng tự tùy. Vâng, chúng con nguyện làm những chú ngôi con, nói theo dấu chân ngôi Chúa, bước từng bước thật vững vàng chắc chắn, để lần lần về đến lạc thành. Ân đức của thầy thật là không sao phải xiết, vì thầy đã làm con thuyền chuyên chở chúng con qua biển khổ phong ba. Để đền đáp ơn giáo dưỡng của thầy trong muôn một, để hồi hướng phước báo cúng dường tam bảo đến giác cảnh ân sư, chúng con nguyện muốn làm thật nhiều việc để hồi hướng đến người, nhưng hổ thẹn thay cho chúng con với thân mòn sức yếu, dù muốn thật nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu. May nhờ những duyên hội ngũ, thừa dịp chúng con đức tăng già nhị bộ tề tụ về nơi đây kiếp dâu an cư 10 ngày mùa đông, đây là một tháng duyên cho chúng con được tạ pháp cúng dường, để hồi hướng lên giác linh sư bà của chúng con là cố ni trưởng Thượng Diệu Hà Tuấn, trí tường Hiệu Như Tuấn, thượng tịch tại phương trưởng chùa Phổ Hiền vào lúc 2 giờ sáng ngày 13 tháng 12 năm 2021, tức ngày 10 tháng 11 năm Tân Sửu, trụ thế 89 Xuân Thu và Hà Lạc là 62 niên kỷ. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức, theo sự chỉ dạy của hòa thượng phương trưởng chùa Kim Giác An Lâm Phật Trung Quốc, cũng là sư phụ bổn sư Thế Pháp của chúng con, vì tuần trung thất rơi vào thời điểm cuối năm, mọi chùa đều rất bận rộn để chuẩn bị cho lễ Tết, e ngại không thỉnh được đông đủ chư tôn thiền đức về góp lời cầu nguyện cho tuần trung thất của ông sư chúng con, nên ngài đã phương tiện chuyển thời điểm cúng vào hai ngày là thứ tư 26 và thứ năm 27 tháng 1 năm 2022, để chư tôn đức dễ dàng sắp xếp thời gian về chú nguyện cho ngài lễ trung thất của thầy chúng con. Chúng con tha thiết thỉnh cầu chư tôn thiền đức tăng già nhị bộ từ bi chánh tịnh quang lâm chùa Phổ Hiền, nhất cú nhất kệ hộ niệm cho nhắc đến ân sư của chúng con. Đó là một đài ân đức mà chúng con hằng mong mỏi, ngưỡng nguyện trên chư tôn thiền đức thùy từ hứa hạ quang lâm cho đạo tràng của niệm con được con chi không đức, không dám làm mất thêm nhiều thì nhờ quý báu của chư tôn đức. Chúng con kính nguyện quý này pháp thể thiên an, chúng sanh vị độ và mong mong được cung linh quý này trong ngày cũng tất tuần của ân sư. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn
Cái này lâu lâu nó để cái mũ cái gì đó nó kỳ cục quá. Thưa tất cả quý vị tăng môn hiệu quyến đạo tràng chùa Hồ Điền, tất cả sắp xua đã mất đi một bậc tôn sư đáng kính, giáo hội Phật giáo Việt Nam Hồng Nhật Âu Châu mất đi bậc tượng thường hướng dẫn cho lý chúng biết rằng cuộc đời thánh kỷ tự quy thì cũng mong việc đó. Khi mà chúng ta cũng coi cảm thì cùng nhau tu học hướng dẫn Phật tử tu hành, rồi kết thúc cuộc đời chúng ta cũng có cung đường để trở về với quê hương nơi Đức Phật đã thẳng thắn tiếp độ chúng sinh. Đức Phật A Di Đà, A cũng mong chờ ngày đó tự quy mà A và mẹ người đi trước kẻ đi sau, thì cốt duyên của một người nhất là sư bà trong cuộc đời tu tập 80 năm cuộc đời tu hành của mình gieo trồng tám đức phật đức và tạo thiện như đức phật tử quy mình tu học. Do đó và sư bà được ra đi trong cách tự tại trong mùa nhiệt bị đang tràn lan của đường pháp của Âu Châu. Thế mà trong buổi lễ chúng tôi đức tăng ni về khá đông phật tử về trong để kỷ niệm sư bà, đó là một cuộc chiêm vô cùng trọng đại, quý báu vô cùng. Và hôm nay trong tâm cũng nhiều nguyện pháp nguyện cũng nhiều trai tâm và thầy thay mặt chư tôn đức tăng ni hứa hẹn sự cúng dường này, và đồng thời xin tất cả chư tôn đức tăng ni trong ban hộ niệm ban kính sư ngài chúng thức của sư bà sắp đến đây vào tuần giữa thứ sáu và thứ ba, tức giữa thứ sáu và thứ ba tức là vào ngày 26/7 tháng 1 này là 4 ngày. Xin tất cả tiểu tôn đức tăng ni quý vị, nếu quý vị nào bằng việc chùa chiền trong dịp tết xuống về không đi được, quý vị nào đi được thì gắn hướng về đạo tràng chùa Phổ Hiền để góp phần cầu nguyện lễ trung thất cho cầu nguyện giác linh của sứ bà được siêu thiên đạo quốc. Một lần nữa xin cầu nguyện hồng ứng chư Phật tiếp độ giác linh sứ bà và cầu nguyện tất cả đạo tràng chùa Phổ Hiền Tạc Bô mỗi ngày được hương định. Nam mô Thiện Nhật Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tên sư tôn thì các người vi hướng hạ cho rồi chúng con sẽ thành thể cũng được tăng bái. Come on.
Phật Đề Dung Gia Thần Tôn Phụ Quang Tăng Tâm Tạm Thoại Tinh Thế Năng Tiêu Đại Chúng Văn Khánh Thân Cam Chân Yeah.
Thank you.
Yeah.